Rồi, đây hôm nay 26 chạy đâu á? Chưa nha. Để ba nói, hôm 6 tháng 1 2022. Đây là con heo mà Tommy nuôi mấy năm rồi Tommy? Con nuôi 2 năm. 2 năm à? Hơn 2 năm á. 3 năm 4 năm. 3 năm 4 năm á mà con nói là con cho nó ăn sao nói nghe coi. 3 tháng nó cho ăn một lần 50.000. Ôi chồng, con nuôi heo mà con cho ăn bèo quá vậy. Vậy con heo này nó ấm vô không rồi? Nó chết rồi. Chết rồi hả? Nó bị lũng đất kìa. Sao lũng đất vậy? Đây. Sao lũng đất vậy? Con lấy cái kẹo mút con đập. Trời ơi. Nuôi heo mà chưa gì hết lấy kẹo mút đập rồi. Mày Duyên không quan tâm tới heo có tâm mì phải không? À, chưa quay mà. Giờ đang, tao đang quay. Quay đi à. Ờ giờ gì, chợ gì nữa. Rồi giờ tao mày định làm gì cái heo đó? Đập. Bữa nay là 24 tháng chạp âm lịch là gần Tết, tao mày đập ra lấy tiền lấy tiền cho ba hay là gì? Đập. Con đập heo đó lấy tiền cho ba hay làm gì? Chứ làm gì? Nói lên lớn lên tao mới nghe được. Vậy đập ra lấy tiền cho ba đi, ba đi nhậu. Sao? Sao hả? Cái gì? Sao không? Chuyện bình thường mà. Làm gì khác? Vậy ba lấy tiền đó, ba mua đồ. Mới này ba làm cái video mới chưa? Hay liên tục như cái nãy luôn. Nghĩ sao mà liên tục, mà Duyên ngồi dảnh. Rồi giờ có đập không? Đi. Rồi bây giờ tao mày làm đi. Lấy cái dao đập ở đâu? Trời ơi, lấy con làm con heo đất lấy cái dao đập chơi vậy? Đây lấy cái đồ đây ba lấy cho. Đây ba lấy cái búa. Rồi tao mày giết heo đi tao mày. Nhẹ nhẹ thôi. Đập cho nó nứt ra là có đây rồi, có đây rồi. Tối ngày cứ gấu nai hoài. Đập con này, đập trời. Rồi lẹ lên đi. Đập đi. Rồi đập đi. Thời khắc quan trọng. Đây, tao mày đập. Úp. 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 Rồi. Úp. Yeah. Ai cái gì vụ đánh bài ở đây? Ở đây ai dạy đánh bài nó nghe coi hả? Tại sao mà la lấy tiền đi đánh bài? Trời ơi nghe con đó nghe ghê. Nghe tao mày tiền giàu quá trời. Trời ơi đạp đủ rồi, đạp ơi, đạp nó tan rồi nó còn mấy. Tao mày con đạp cho nó. Con heo tôm mì ăn tùm lum luôn, có 200 đồng nữa nha. Trời ơi heo tôm mì đâu? Trời ơi heo tôm mì ăn tạp chứ sợ tôm mì 200 đồng thì ủa đồng con chú là thấy đồng luôn á đó ăn như đồng đó nè. Ủa ai bỏ được con bây giờ tôm mì bỏ đi có thời gian rồi nè giờ con giờ tiền không lấy phải không thì cho ba đi để cho ba xíu cho làm heo coi cho ba xíu đi hay là mấy tờ mà không lấy hay cho coi chừng dính ra nè. Rồi đếm ơi coi đủ tiền mà đi nhậu không? Câu này làm gì vậy? À câu này đây, ba hai ngày nữa chứ đừng có mua cho nó cái bánh kem nhỏ nha ba. Chừng nào đứa nào mà thương ba hung ba hung mẹ. Thương chó. Ai cho ra đường mà mua. Trời ơi ship về trời. Nếu muốn thì chắc mày có nhiều tiền nhất. Nhưng mà có ai nhà này có ai thương ba đâu mà mua bánh kem. Thương. Thương không? Đừng hốt cho mày. Đâu thương không? Phở thương ba không hả? Ờ chị hai thương gấu nai với ba mẹ à, thương ai hơn? Hả? Hả? Ờ nhớ hồi đó nói thương gấu nai hơn thương ba cái đó đây. Không có. Con có thương gấu nai hơn thương ba mẹ con thương bằng. Đâu cả thì thương phải thương bằng chứ. Trời ơi có nghĩa là ba mẹ thương. Thương phải thương đâu đó nha. Nó thương ba mẹ bằng hai con chó đó. Ai vậy? Ai vậy? Sao em gái còn được? Được. Hai cục cưng
Rồi, nhiêu tiền đếm rồi. 3.000 con cái tụi mày là biết không ai giữ tiền được hơn rồi đó. Sao vậy? Phải ship á. Còn con không gì hết, đợi tụi nó ship xong con lấy hết xong. Đây, tụi mày đi ba ship cho. Đếm bao nhiêu tiền rồi chị Hai đi lấy cái chổi ra quét coi chị Hai. Ba ship cái này không có lại liếm nha. Lấy cái chổi ra quét coi. Thông báo mọi người nãy lúc mà cũng chưa tôi đã cầm con heo lên thấy con nhỉ. Yên bình. Mày đi với chị ba với tới rồi. Cắm lấy tiền. Mẹ Duyên làm gì vậy? Đang Facebook. Rồi. Mẹ Duyên mua vé hốt cho tụi nhỏ kìa. Rồi. Rồi nha, kết thúc nha, có cần phải quay coi số tiền của bạn không? Rồi, đếm lại coi nhiêu tiền. Thôi, để ba đem ba đổ ngoài. Rồi, để ba cúp máy video này để họ ba quay coi số tiền còn nhiêu nữa. Được nhiêu tiền. Nãy con đếm tiền của em Tâm Mì coi được nhiêu? 850.200 đồng. Ủa còn 500.000 với 500.000 nó đâu mà đâu. Ủa hồi đó mẹ có cho 500.000 mà. Không, hồi bữa mấy năm trước lì xì á. Cô tiên lì xì con 500.000 với cái bác gì đó. Cho con 500.000 nữa là 1 triệu. Bởi vì con này ai lấy vậy? Nãy đặt heo con hay. Con hay vậy, 500 không? Mày đặt con heo. Rồi, vậy là chị là em Tâm Mì bị chị Hai móc rồi. À, 2 tờ 500. 2 tờ 500. Không có nhà ông lấy nhà con có tờ 500 con. Tâm Mì nhớ Tâm Mì có bỏ là 500.000 vô heo. Giờ đặt heo ra thấy là 2 tờ luôn. 2 tờ luôn hả? Bỏ vô coi hả, vậy là con heo nó bị nó tiêu quá. 2 tờ 500 của Tâm Mì. Ai vậy? Mẹ đang điện ai vậy? Ủa vậy hả? Rồi, goodbye to you again nha.